phải còn chủ cũ không? Biết phải chủ cũ không? Hello, mình là Nam Ngô. Tính ghé vô ông anh mua cá rồng. Sao chạy ngang thấy chỗ thì cũ mà sao nhìn xung quanh thấy bông thấy hoa gì vậy? Ông anh có còn làm đây không? Phải còn chủ cũ không? Hơi mới lạ nha. Ông cũng ha. Này chắc là đồ hoa rồi. Biết phải ông chủ cũ không? Ủa chủ cũ. Ghé vô mua bắt cá rồng về chơi Tết mà sao thấy không gian dưới đây nó thay đổi mới anh. Bây giờ cá rồng thì hai trên lầu, hai lầu trên thôi. Còn dưới tầng trệt này bây giờ vợ anh mở cái hàng bán đồ Hồng Kông. Hồi xưa vợ anh cả nhà vượt biên đi Hồng Kông, sau này lấy anh nó mới về đây. Nhớ Hồng Kông, nó muốn bán mấy cái món ăn của Hồng Kông. À giờ trên lầu lúc trước là ba tầng cá rồng là mình đã có dịp quay cho các bạn coi rồi. Còn tầng dưới này là bị bà chủ lấy lại quán ăn Hồng Kông 168 nha các bạn. Địa chỉ cũ 168 Đào Duy Anh. Phần cơm rồi tặng nước uống đồ luôn. Coi như buổi sáng anh em cứ tới đây là sáng là cà phê, ăn điểm sắm. Mình lên lầu coi cá rồng, coi con nào vừa mắt là bỏ bịch đem về luôn. Nghe nói còn thêm cái dự án gì ở trên Củ Chi nữa nè. Trên Củ Chi thì anh làm cái chỗ mà cuối tuần cho mọi người cắm trại coi tham quan mà mình thu hoạch cá rồng á. Mở cho mọi người vô coi luôn. Ừ, mà sau là có cái farm nuôi mấy con cừu, mấy dê, mấy con lạc đà này kia cho mọi người chụp hình. Thì đã mốt khỏi cần đi xa. Thường thường mấy cái mô hình này là phải đi xa lắm mới gặp được á. Còn giờ là ngay trong thành phố. Mai mốt trên Củ Chi là anh làm cái showroom cá rồng mà anh nghĩ là chắc lớn nhất Đông Nam Á luôn. Làm một chỗ thôi dồn hết tất cả vô chơi vừa coi cá luôn. Cắm trại ngủ qua đêm luôn không? Cắm trại qua đêm luôn. Câu cá rồng luôn, câu cá rồng luôn. Câu cá rồng luôn. Nhưng mà câu không có lưỡi câu nha. Móc mồi vô câu thôi chứ. Chứ còn cột con nhái vô mình câu để cho giật lên khỏi mặt nước thôi. Chứ không có hư mỏ cá. Rồi quá ngon lành, chúc mừng anh luôn. Cảm ơn em. Rồi, anh sắp tới chúng ta sẽ có một cái điểm mà coi như là có thể ngắm các loại bét luôn, mà cái điều đặc biệt nhất là mở cửa cho mọi người vô coi cái quy trình thu hoạch cá rồng. Mà cái tại vì cái này nó hấp dẫn cái chỗ là lạ lắm, con cá nó ngậm cá con ở trong miệng rồi có cái noãn trứng rồi bơi bơi, bảo đảm là không phải ai cũng thấy được ở ngoài đời đâu. Ok, chúc mừng thôi, chúc mừng, chúc mừng hai vợ chồng anh. Dạ, em sẽ ghé thường xuyên. Thôi đụng cái cho mọi người coi. Ngon. Cái quay giòn giụm ha. Ngon như cái da ha.